các nữ nghệ sĩ trẻ tuổi thực sự tỏa sáng trong không gian của Học viện Âm nhạc Việt Nam. Những tác phẩm kinh điển được biểu diễn thuần thục, nhiều điểm nhấn sáng tạo được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Đây là năm thứ 3 chương trình hòa nhạc Là Con Gái Để Tỏa Sáng được tổ chức như một bệ phóng cho các nữ nghệ sĩ trẻ. Lĩnh vực âm nhạc cổ điển vẫn là lĩnh vực mà nam giới chiếm nhiều ưu thế. Điều quan trọng là phải thúc đẩy sự phát triển của các nghệ sĩ nữ, những phụ nữ có tài năng trong âm nhạc cổ điển. Vì vậy, trong năm 2022, chúng tôi tiếp tục tổ chức chương trình hòa nhạc Là Con Gái Để Tỏa Sáng nhằm nâng cao giá trị của phụ nữ và trẻ em, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới và lựa chọn giới tính khi sinh. Nhờ đó, chúng ta có thể đoàn kết với nhau bằng sức mạnh của âm nhạc. Tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới có thể nhìn nhận trực tiếp qua tỷ số giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam nghiêng nhiều về bé trai hơn. Hiện đã đạt 111,5 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2019. Điều này dẫn tới thiếu hụt 45.900 trẻ em gái mỗi năm. Tỷ số này của Việt Nam hiện cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Thực trạng này cần phải được thay đổi. Đó cũng là một trong những thông điệp chính của buổi hòa nhạc.